Em xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 2020. Thì hiện tại em đang có mặt tại chỗ bản này, bản Phăng. Đây cho mọi người ngắm mắt nhìn kém. Ngã ba Phăng Solin của Sinh Hồ. Đấy. Đây là một huyện ở trên Sìn Hồ, ở đất ở trên Lai Châu mọi người nhé. Mọi người cũng đây, cho mọi người ngắm cái không gian, cái khoang cảnh toàn đồi núi. Nói chung người dân ở trên này thì vẫn còn đường xá, giao thông vẫn còn rất chi là khó khăn và vất vả. Đây là chỗ ngã ba này thì một đường này là rẽ về dưới thị trấn thành phố Lai Châu, còn đường lên đây là lên thị trấn, còn rẽ vào trong bản là đường em đang đứng đây. Đấy. Giới thiệu qua một tí mọi người là cái huyện Sìn Hồ này là cũng là một cái nôi sản sinh ra cái hoàng thảo kèn Lai Châu đấy. Đấy. Nó là một huyện vùng cao của Lai Châu. Khí hậu ở đây thì nó tương đương với một tương đương với ở Sapa luôn, gọi là thành phố Sapa thu nhỏ ấy. Đi đâu ấy? Đi vào vườn à? Em dẫn mọi người đi vào vườn trong này có cái đặc sản ở Sìn Hồ để giới thiệu mọi người nhá. Đây, bắt đầu em đi vào trong trong vườn đây. Cái sản vật này là được người dân người ta trồng ở trong chỗ đồi núi sâu. Nó cần có khí hậu lạnh. Riêng vùng đất Sìn Hồ thì nó là như là một cái khí riêng, nói về khí hậu thôi là nó ngang như ở Sapa luôn, mát lắm. Mà mùa đông là có những năm là nó có rơi tuyết đấy. Đấy, mọi người chưa biết đến tại vì là Chiêng huyện này thì nó chưa được đầu tư về cái du lịch nên là, nhưng mà khí hậu trên này cũng rất tuyệt vời đấy, đồi núi mát, thời tiết mùa hè là cũng phải đắp chăn lạnh đấy. Mọi người theo chân em để biết hôm nay em giới thiệu cho mình những cái sản vật đặc thù trên Sìn Hồ này nhá. Bác nào mà muốn mua về để dùng tốt cho sức khỏe thì sẽ theo chân em. Đây. Ở trong hủm sâu đây, người ta trồng trong này. Đấy, đồi nghe. Đây nghe cả nhà nhá. Đã vào được đến vườn rồi. Ngay dưới chân đồi. Đây là những cái cây gọi là sâm đương quy. Sâm đương quy, hoa của sâm đương quy đây. Đấy. Hoa sâm đương quy đây. Cái sâm đương quy này thì rất tốt cho sức khỏe này. Đây, cho mọi người xem thử nhá. Người ta trồng đây. Đấy. Cái củ này ấy, thì người ta một là để ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu này sau là tầm 2-3 tháng thì uống được này, rất thơm bổ máu này. Hai là những cái lá này thì người ta sẽ dùng để xào lên người ta uống nước này, hoặc là xào cái thịt bò thì ăn ngon lắm. Em thử nhổ lên một củ nào đây này. Có nhiều loại nhá. Củ này lâu ấy. Chắc quá. Thơm, lá thơm lắm. Bác nào mà muốn lấy buôn về, đủ buôn về dưới, mang về để bán ở dưới xuôi thì cũng alo cho em. Em vào bản em lấy cho. Chắc quá. Củ không lùi lên. Không giật được.
nó dễ vào. Củ thì chắc quá. Không nhổ được, chặt quá. Nó có những cái loại một tầm 3 củ 1 cân, 2 củ 1 cân. Nó tùy từng loại người ta bán theo giá khác nhé. Đây này, những cái lá này, những lá non này này. Mình về mình xào với thịt bò thì gọi là một đặc sản rất thật tuyệt vời. Ăn ngon, bổ dưỡng. À, các bác không phải giới thiệu nhiều, các bác vào trang Google các bác biết. Đã nói đến sâm thì nó phải tốt rồi. À. Nhổ mãi mới được một củ ấy. Đấy. Củ của nó đây. Như cái tầm 3 củ 1 cân thì nó rơi vào tầm 150 một cân. Đấy, 3 củ 1 cân. Vẫn để nguyên cắt những lá già thôi. Còn những cái lá non thì vẫn để cho mọi người về trang trí bình rượu cho nó đẹp. Cái thứ hai là những cái lá non mọi người về có thể là cắt ra để xào ăn. Khi mình mà ăn lẩu ấy, ăn lẩu hay như bất kỳ một cái món canh gì ấy, mình mà chỉ cần cho vài lát cái sâm đương quy này vào ấy thì nó rất thơm. Thật tuyệt vời luôn, nó là một món này để phụ vào mùi thơm một cái nồi lẩu rất đặc trưng nhé. Đấy. Đấy. Em cầm quay tham gia này. Còn có những cái củ 1 cân thì nó rơi vào tầm 250 một củ đấy. Nếu những cái củ 1 cân một củ, nhưng mà bây giờ nó hiếm lắm. Bây giờ nó cuối vụ. Đấy. Những cái củ già này thì bắt đầu nó già, bắt đầu nó trổ hoa này. Đấy, cho hoa đấy. Bác nào có dịp mà lên vùng cao này thì em sẽ dắt mọi người lên với đất Sìn Hồ. Một điểm mà nghỉ ngơi thật là lý tưởng. Đây, người ta trồng một vườn đây. Đa số người đây, mọi người xem người ta thu hoạch cái sâm đương quy đây. Mọi người đấy. Rồi nhìn những cái cây nó lâu năm cái thời gian lâu mình biết ngay nhỉ. Đấy, người ta đang đào những cái củ sâm đương quy đấy. Đấy, mọi người xem tận mắt luôn nhá, thực tế nhá. Đấy, củ này thì được tầm bao nhiêu lạng? 2-3 lạng. 2-3 lạng rồi à? 4 lạng. Chắc là phải có 4 lạng. Có cái củ về mới đào nó to 4 to lạng. Kia, phải 4 lạng. Cứ kiếm những cái củ rơi vào tầm 3 củ 1 cân. Hoặc là có củ nào to kiếm cho ít củ 1 củ 1 cân được không? 1 củ 1 cân thì ít lắm. Vì ít thì mới bảo nhớ. 1 củ 1 cân thì phải trồng khoảng 5-5 rưỡi. 5 rưỡi à? 5 rưỡi mới được. Anh nhá, cái sâm đương quy thì là người ta phát triển tốt ở trên xứ lạnh thôi, thường trồng được ở trên xứ lạnh thôi, và trên chỗ vùng cao ở Sìn Hồ khí hậu lạnh hoặc ở Sapa thì người ta trồng được. Ui dồi. Đấy, củ đấy to ấy nhờ. Củ đấy to đấy, phết đấy. À, đấy. Đẹp. Cứ càng dễ nhiều thì càng tốt nhá. Đấy. Đẹp luôn. Đẹp. Ngâm rượu đẹp nhỉ. Tuyệt vời luôn. Mà thơm. Thơm nước mũi vào cái vườn sâm đương quy biết ngay. Hầm gà, hầm chân giò. À, bổ lắm. À.
Đúng rồi, hầm. Hầm hoặc là ngâm rượu. Ngâm rượu nhìn cái bình rượu sâm đương quy nhìn đẹp thật. Lẩu cho vào cũng thơm chứ đúng không? Thơm mà. Cho cả lá, cả củ vào. Lẩu tuyệt vời luôn. Nhất mà lại xào cái thịt bò thay cho rau cần nha. Ôi, thơm hơn cần tây luôn. Thơm hơn cần tây. Bác nào chưa dùng cái loại sản vật này thì mua một ít về để thử xem. Mê luôn. Làm quà biếu thì quá tốt luôn. Nhất là các cụ mà ăn này thì khỏe lắm. Cái này thì nó có cái tác dụng gì em biết không? Tác dụng mình ngâm rượu thì chữa đau lưng, dạ dày. Dạ dày. Bổ máu, những người huyết áp thấp. Đúng rồi, bổ máu ấy. Nhiều. Anh cũng thấy đọc trên mạng người ta đang bảo là bổ máu đấy, củ đấy to đấy. Dưới này. Đấy, như này mình là nha mọi người, để anh mượn này tí. Đấy. Củ này tuyệt vời luôn. Củ này đẹp này. Củ này nha mọi người, về bắt đầu là đây thì chúng em sẽ cắt cho hết những cái là thân lá già đi. Về mọi người dùng cái máy xịt xe nhá, rửa xe đấy. Bắt đầu rửa thì nó sẽ trắng bốp ra như này nè. Nó một màu trắng như này nè. Nó sẽ lộ hết ra là cái thân củ. Bắt đầu mình cho vào bình rượu mình ngâm lên thì lúc đấy nhìn nó mới đẹp nhé. Còn đây nó đang vừa đào lên. Vừa đào lên thôi thì nó vẫn dính bẩn nhé. Còn khi rửa lên sạch bông luôn. Đẹp lắm. Sâm đương quy này là một loại thuốc được người ta dùng rất nhiều trong thuốc đông y đấy. Những cái cây có hoa như thế này thì củ nó có phải to chứ, tại vì nó lâu rồi chứ. Không, củ to là củ nó ra hoa là nó phải bé một tí, bọn em tầm ăn đi đổ. À. Có nghĩa không phải không để không được để cho nó ra hoa đúng không? Phải thu hoạch trước lúc có hoa đúng không? Teo củ. Ra hoa là nó teo củ kìa, nó ra nhanh quá. Ừ. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Khí hậu đây, mây mù, sương mù của đất Sìn Hồ Lai Châu đây. Lên đây thì khí hậu rất tuyệt vời luôn, nhất là mùa hè. Còn mùa đông thì mình ngắm sương mù, ngắm tuyết. Đấy. Các bác chắc là đi Sapa này nhiều rồi, nhưng mà chắc chưa biết được đến đất Sìn Hồ Lai Châu đâu. Thì mời mọi người có dịp lên thì bước chân lên đất Lai Châu thì ghé thăm đất Sìn Hồ Lai Châu. Đấy, một vùng đất là có cái khí hậu là tương đương với khí hậu ở Sapa. Đấy. Dân ở đây thì vẫn còn nghèo, vẫn còn vất vả. Không được sầm uất như ở Sapa đâu. Đây gọi là đúng chưa được đầu tư. Đấy, cho mọi người ngắm chút nữa. Còn bác nào lấy thì em sẽ ghim cái số điện thoại trên đầu video cho mọi người nhá. Ok. Rồi ok, em xin chào cả nhà nhá. Chúc toàn thể gia đình mình mua được những cái dược liệu quý ở trên Lai Châu này về dùng cho tốt cho sức khỏe nhá.